Trời ơi, mình đợi từ sáng tới giờ luôn thì cuối cùng bây giờ mình cũng ra được bóng sáu rồi các bạn ơi. Yeah, đầu tiên là có tổng cộng có tới 6 loài cá bóng sáu được cập nhập vào trong game. Trong đó sẽ có thêm 2 loài cá bóng sáu siêu bí ẩn luôn. 2 loài cá mới đó một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Và tất nhiên rồi, 2 loài cá mới đó các bạn sẽ chưa bao giờ các bạn thấy được đâu. Và cũng chưa ai câu được luôn. Tạm thời các bạn sẽ thấy được cá mập Megalodon, cá voi đầu bò. Riêng với lại cá mập khổng lồ á thì nó có bên xa khơi khu nghỉ dưỡng nha. Còn cá voi đầu bò á thì nó vừa ở xa khơi khu nghỉ dưỡng mà lại ở vừa biển sâu khu nghỉ dưỡng nữa. Đấy các bạn thấy không? Thời gian thì các bạn nhìn vào tấm hình của mình mọi người sẽ thấy thời gian xuất hiện của nó nha. Hai em tiếp theo rất là đẹp luôn mọi người ơi, đó chính là con cá voi CI và con thương long. Riêng cái con thương long này chắc chắn các bạn sẽ chưa hình dung nó như thế nào đâu. Mình sẽ cho các bạn xem tấm hình nè, các bạn nhìn lên trên chưa? Đấy các bạn thấy chưa? Rồi, con cá voi CI á nó sẽ xuất hiện ở xa khơi nghỉ dưỡng nè, biển sâu khu nghỉ dưỡng nè. Còn con thương long này á nó cũng ở xa khơi nghỉ dưỡng, xa khơi khu nghỉ dưỡng luôn nha, và cả ngày nha mọi người. Và tiếp đến là hai em cuối cùng trong cái phiên bản cập nhật đợt này, đây chính là hai em cá sấu bóng sáu nha mọi người, bóng sáu cuối cùng nha. Đầu tiên là cá voi lưng gù, cá voi đầu công vương miệng. Đấy, cá voi đầu công nha mọi người ơi, đều là ở xa khơi khu nghỉ dưỡng và ở biển sâu khu nghỉ dưỡng hết cả ngày luôn nè mọi người ơi. Chúc các bạn may mắn sẽ câu lên được 6 cái con này nha. Wow, và cuối cùng đó chính là hai em đặc biệt và siêu đặc biệt nhất luôn. Và chắc chắn là các bạn cũng chưa biết hai con này từ đâu ra đúng không? Đầu tiên là cá voi lưng gù trắng vương miệng, thứ hai là cá nhà táng đầu trắng vương miệng nha mọi người ha. Hai con cá này là đều nằm ở trong phiên bản cập nhật đợt này hết. Và mình hy vọng là sắp tới đây các bạn sẽ cố gắng câu lên được hai em này nha. Hai em này nó màu trắng cho nên là nó đặc biệt so với những em còn lại nha mọi người ơi. Và rất là hiếm luôn đó nha. Trời ơi các bạn coi nè, cá voi lưng gù nè, cá mập khổng lồ nè, con thương long nữa nè, rồi con cá voi đầu bò nè. Ở đây có bạn nào đã câu hết lên được những con này chưa? Tiếp tục nữa là em cá voi xe y nè. Rất là nhiều loại mà mọi người đã câu lên hết rồi. À, một con đã gây cho mình ấn tượng rất là nhiều luôn, đó chính là con cá mập khổng lồ Megalodon nha mọi người ha. Lodon nha. Thì cái con cá này á, lúc trước các bạn lúc nào cũng ao ước một ngày nào đó sẽ xuất hiện một con cá siêu to, siêu khổng lồ, một con cá mập gọi là khổng lồ vĩ đại và sát thủ với đại dương, đó chính là con em Megalodon này. Và hôm nay nó đã được ra mắt và đưa vào game rồi, và cố gắng săn được nó để mà đi khoe với lại bạn bè của mình nha mọi người ha. Alo alo mọi người ơi, các bạn nói thiệt cho mình biết đi, là hồi sáng giờ ngoại trừ cái việc mà các bạn đi luyện tập bắt cá sấu, bắt bóng sấu ra đó, thì các bạn đã gặp tổng cộng bao nhiêu cái bóng sấu rồi? Mình nói thiệt với mọi người luôn là từ sáng đến giờ nha, là mình đi săn không nghỉ một nhịp nào. Xong rồi mình like, mình làm video nữa, mình cố gắng để đi bắt cái bóng sấu, hy sinh vì nghệ thuật các bạn. Phải gọi là một người là hy sinh vì nghệ thuật luôn. Sẵn tiện thì đến đây rồi, nếu như bạn nào mà mới chơi game á mà còn chưa biết cách đi luyện tập bắt bóng cá sấu á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn trong vòng 20 giây. Xin phép mọi người 20 giây để mình chỉ cho những bạn nào mới chơi game, các bạn không biết cách luyện tập đi săn bóng cá sấu nha. Rồi, để săn bóng cá sấu thì bây giờ bắt buộc là các bạn phải có một cái thuyền để đi ra biển sâu nha. Đây, mình sẽ dùng thuyền nha mọi người ha. Rồi, và lưu ý trong quá trình mà các bạn đi săn bóng cá sấu reel á, cá sấu không phải cá sấu pha ke nha, cá sấu reel á, thì mọi người nên sắm cho mình những cái cần nào mà nó có cái dòng chỉ số xác suất tăng cá khổng lồ nha. Các bạn có thể đến chỗ ông ngư dân biển tại cái hòn đảo này luôn, các bạn đến chỗ ông bán cá đấy, rồi các bạn bấm vào chỗ mua cần cho mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ lái thuyền ở đây và mình tấp vào một cái chỗ nào đó xung quanh cái hố sâu này nha. Chỗ đây cũng được luôn nha mọi người ha. Rồi bây giờ á thì mình sẽ dùng cái cần câu này cũng được, hoặc cần câu nào cũng được hết, miễn làm sao mình đang ở trong luyện tập mà, cho nên là mình sẽ dùng cái mồi luyện tập nha. Các bạn kích vào chỗ cộng nè, chọn trang bị nè, rồi mọi người thả xuống thôi thì tự động nó sẽ lên cái bóng sáu và nó sẽ cho các bạn có cái cảm giác các bạn câu bóng sáu. Khi nào mà các bạn quen rồi á thì các bạn tháo mồi ra và các bạn đi câu thực tế cho mình luôn, câu bóng reel nha. Đây các bạn coi nè, tự động sẽ có một cái bóng sáu siêu to siêu khổng lồ nó xuất hiện lên nè, các bạn thấy không? Đấy, và cái cách câu nó thì cũng dễ thôi, các bạn chỉ đợi và các bạn nhấp thôi, mình chỉ cho các bạn cách câu luôn nè. Rồi đây, mình đợi nó nhấp nha, đợi nó kéo nha. Rồi mình sẽ đợi nó kéo này. Đấy, từ từ đợi một tí nha mọi người ha. Đợi đi, đợi đi. Rồi, đợi đi. Vẫn không thấy gì luôn nha. Rồi. Đợi nó kéo này. Rồi, đấy. Rồi, bây giờ mình đợi nó bỏ trốn là mình nhấp nha. Để coi thử nó bỏ trốn nha. Nó bỏ trốn thì sẽ có bọt nước nha mọi người. Có bọt nước bấm nè. Khi nào có bọt nước thì bấm nha. Có bọt nước bấm câu nè. Đấy mọi người thấy không? Cứ có bọt nước là các bạn bấm câu thôi. Thì đây là cách dành cho những bạn nào muốn luyện tập và những bạn nào mới chơi game nha. Rồi các bạn nhìn nè, khi mà có bọt nước á thì nhân vật cũng có một dấu chấm than trên đầu luôn. Mọi người muốn nhìn cái nào cũng được hết, nhưng mình nghĩ là các bạn nên nhìn bọt nước nha. Đợi một lát nha, đợi một lát có bọt nước mình bấm tiếp nè. Rồi các bạn đợi một lát nha, các bạn phải bấm thật nhanh nha.
các bạn bấm muộn là sẽ bị hụt đấy, hoặc là căng dây thì sẽ bị đứt dây nha. Cho nên là các bạn bấm nhanh hết sức có thể luôn. Rồi bọt nước thì mình sẽ bấm này, các bạn thấy không, rất là nhịp nhàng luôn đó, bọt nước thì sẽ bấm thôi. Rồi đợi nha, đợi bọt nước nha mọi người ha, đợi bọt nước thì mình sẽ bấm này. Rồi đợi bọt nước thì sẽ bấm này, nó bỏ trốn chắc cũng trên 10 lần đó mọi người ơi, trên 10 lần nha, rất là lâu luôn. Có bạn bỏ trốn tới 17 lần luôn kìa. Cho nên là mọi người phải căng mắt ra và các bạn nhìn thôi. Đây là cái bóng sáu pha ke, nhưng mà nó cũng cho các bạn cảm giác rất là hồi hộp luôn, và nó giúp các bạn luyện được cái trình độ câu bóng sáu. Sau khi các bạn đủ tự tin rồi thì các bạn đi câu thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ câu nó lên nè. Đấy, căng không? Căng không? Căng không? Trời ơi, nó chạy miết luôn mọi người ơi. Nó không chịu dừng luôn kìa. Nó rỉ rỉ miết à. Đó, nó đòi bỏ trốn miết luôn kìa. Đòi bỏ trốn miết luôn kìa. Cứ có bọt nước là các bạn bấm nha. Có bọt nước là bấm nha. Rồi, sau khi các bạn tranh giành giật với nó tầm khoảng vài lượt, không phải là vài lượt mà là mười mấy lượt bỏ trốn luôn á, thì nó sẽ lên thôi. Cũng hên thôi nha mọi người ơi. Tại vì các bạn biết không, ở trong cái cần câu á, nó có thêm một cái chỉ số nữa. Đây mình cho các bạn coi, đi ra coi thử cái cần câu ở tái chế. Ở trong cái khu nghỉ dưỡng á, ông NPC bán cá đó, ông có một cái cần câu 30 kim cương màu hồng, các bạn thấy rồi đúng không? Thì cái cần câu đó nó có một cái dòng chỉ số, đó chính là dòng chỉ số căng dây. Thì mình nghĩ cái căng dây này á, nó sẽ giúp cho các bạn, bạn nào mà hay mà bấm muộn á, thường thường nếu như mà con cá nó vừa kéo nó chạy á, mà các bạn bấm muộn á, thì nó sẽ có hiện tượng hay bị đứt dây nha. Tại vì như vậy á, là cái con cá nó đi ra xa rồi thì dây nó sẽ bị căng, mà dây căng thì sẽ đứt thôi mọi người. Cho nên là các bạn tìm thêm những cái cần câu nào mà có cái chỉ số giúp các bạn có chỉ số căng dây á, nó sẽ đỡ hơn nha mọi người. Rồi mình thấy ở trong này nó cũng có một cái cần câu luôn. Đây, để mình coi chỉ số của em nó như thế nào nha. Rồi, chỉ số của em nó, nói chung là vô mốt các bạn, vô mốt so với hiện tại thì chỉ số của nó em là vô mốt, ngon luôn. Mình thấy là kiwi kiwi thật sự luôn. Tăng 80% cơ hội thành công, 80% xác suất bắt thành công cá khổng lồ, tăng 50% xác suất xuất hiện cá khổng lồ, tăng 30% lực căng. Các bạn nhớ nha, 80 cơ hội thành công nè, 80% xác suất bắt thành công cá khổng lồ nè, tăng 50% xác suất xuất hiện cá khổng lồ. Nhưng mà cái mình quan tâm ở đây đó chính là tăng 30% cái lực căng của cái sợi dây. Khi mà các bạn nhấp hơi muộn muộn một tí á, thì cái sợi dây nó sẽ, cá nó sẽ kéo ra xa, thì cái sợi dây nó sẽ căng nha. Lúc này thì nó sẽ dễ bị đứt hơn. Nhưng nếu các bạn có thêm 30% cái sức mạnh của lực căng nữa, thì nó sẽ đỡ giảm thiểu cái đứt dây của mọi người nha. Các bạn phải hiểu cái dòng này nha. Dòng này thì mình bị rồi, mình nghiên cứu rồi. Chính xác là như vậy luôn, Yasuo chính xác là như vậy. Rồi, để chế tạo được nó thì đầu tiên là các bạn phải có một em cá voi lưng gù. Sau đó các bạn phải có cho mình một cái ba con luôn. Ơi, ba con luôn. Rồi ba sợi dây thần là các bạn câu bóng 2 sẽ lên dây thần thôi. Ok chưa? Rồi các bạn phải cố gắng lượm cái cần câu này cho mình nha. Đây là cần câu ngon, so với lại cần câu mỏ neo ở trong cửa hàng. Đây mình so sánh luôn, để cho bạn nào mà không có, để các bạn biết luôn. Đây, các bạn nên nhớ nha, cần câu mỏ neo á thì nó không có cái lực căng, nhưng mà bù lại thì nó có 50% sức mạnh nha mọi người ha. Nói chung được cái này mắc cái kia thôi. Hai cần câu này đều là nền tím như nhau hết. Một trong hai các bạn phải có một cái nha. Bây giờ thì mình nghĩ là các bạn nên đi tìm cái cần câu chế tạo sẽ ngon hơn, và sẽ đổ kim cương các bạn mở hộp hơn. Đấy, chuẩn bài chưa mọi người? Yeah, quay trở lại với đề tài đi săn cá. Thì mình đã thức từ trưa đến giờ luôn. Nguyên cả buổi sáng thì mình cũng like gần hơn 2 tiếng đồng hồ luôn các bạn. Và mình làm video nữa. Mục đích của mình hôm nay là mình sẽ hy vọng là gặp ra được một cái bóng 6 nha. Mà trong cái quá trình mình săn bóng 6 lên toàn là bóng 4 không à. Wow, một em cá mập mặt lợ nha. Rồi, khá là ngon nha mọi người ha. Rồi tiếp tục nữa nè. Hy vọng là sẽ ra bóng 6 nha mọi người ơi. Mình đang rất là vui luôn đấy. Hồi sáng giờ mình đã luyện và test rất là nhiều rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là đã đến lúc mình đi câu bóng 6 rồi mọi người ơi. Trời ơi mọi người ơi, phải theo dõi cái clip này của mình nha. Mình đã thức suốt mấy tiếng để đi săn cá đấy mọi người. Các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha, một bình luận phía dưới nữa. Chắc chắn là ngày mai mình sẽ làm thêm một cái clip 24 giờ đi săn những loài cá bóng 6 hiếm. Chắc chắn luôn mình sẽ thức để mà kiếm bóng 6 cho mọi người nha. Đây mới là cá rêu nè. Trời ơi, mấy bạn kia toàn là dùng bóng 6 subby không mọi người ơi. Bữa nay có cái vụ bóng 6 subby nữa nha mọi người. Bóng 6 luyện tập á. Bóng 6 đó thì nó không có cá nha. Hơi cùi mọi người, nhưng mà nó lại có cảm giác ngon ngon. Rồi sau nãy giờ toàn bóng 4 không vậy trời. Nói chung là mình có đi câu thì toàn là bóng 4 không luôn á. Suốt mấy tiếng đồng hồ mình săn cá các bạn coi nè. Ô là trời, lại là bóng 4 nữa rồi. Không biết là con gì đây nữa. Không biết là con gì đây. Trời ơi mọi người ơi, tôi lo sợ quá mọi người ơi.
bóng 4 mà mình cũng hơi run run đó mọi người. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ đi, các bạn thấy cái bóng 4 từ lúc mà nó ra cái bóng 6 nha. Thì bây giờ cái bóng 4 nó như cái bóng 3 vậy mọi người ơi. Ừ, cái bóng 4 bây giờ nó nhỏ xíu à, nhìn nó nhỏ như bóng 3 gì đó. Nó không có còn bự nữa mọi người. Với lại mình cảm giác nha, không biết các bạn nào có nhận ra được một cái điều thay đổi không? Ui, cái vậy mà cũng đứt cần câu à. Thì bây giờ bóng 4 nó kiểu như là khi mà nó kéo xuống á, nó sẽ rất là lâu luôn. Mọi người bấm vào mọi người không có sợ bị hụt nữa. Kiểu như lúc trước thì nó hơi nhảy nha, chỉ không phết mấy giây thôi. Còn bây giờ thì mình thấy nó khá là lâu, nó kéo khá là lâu nha mọi người. Mình bấm chưa hụt cái nào luôn. Mình chắc chắn là bóng 4 nó đã được thay đổi lại cái gì đó rồi, cho nên nó mới dễ câu như vậy. Còn riêng bóng 6 thì khỏi nói luôn mọi người ơi. Trời ơi, cá kiếm nữa kìa. Oh my chuối. Wow. Rồi, thời khắc định mệnh đã đến rồi các bạn ơi. Mình đã thức suốt mấy tiếng đồng hồ để đợi chờ được cái bóng 6. Và mình không nghĩ là mình lại là người may mắn gặp được nó nha mọi người. Mình không dùng mồi câu nha. Đây là bóng 6 real nha mọi người. Bóng 6 real nha, không phải mồi câu nha. Rồi, để mình tập trung mình câu nó nha. Rồi, mày rị đi, rị đi. Rị đi, trời ơi. Rị đi, rồi, một nhấp nè. Hai này. Cái nữa. Trời ơi. Hai này. Ba. Bốn. Ôi. Trời. Năm cái này. Bình tĩnh các bạn ơi. Chắc chắn là sẽ lên được cái sáu thôi. Bình tĩnh thôi. Đừng có đứt dây nha. Trời ơi. Bình tĩnh thôi nè. Rồi. Ôi. Sao kém vậy? Lên đi mà. Oh my god. Đừng. Trời ơi. Ê, đứt dây các bạn ơi. Đây các bạn coi nè, bóng 6 real nha. Mình không có dùng mồi ở đây nha mọi người. Đây là bóng 6 real nha, nhưng mà bị đứt dây các bạn. Thề luôn, mình nghi rồi. Tại vì là nó kéo cái dây ra rất là xa luôn, sợ bị đứt dây lắm luôn kìa. Rồi ơi, căng dây các bạn, bị đứt dây rồi. Mình bấm kịp lúc luôn, mình bấm kịp. Mà các bạn coi, các bạn tu lại các bạn thấy nha, tôi bấm kịp nha. Bị đứt dây các bạn ơi. Trời ơi, đợi từ sáng tới giờ thề lọc không biết bao nhiêu bóng luôn mới ra được một cái bóng 6. Trời ơi em ơi, mọi người chắc tôi khóc quá mọi người ơi. Thề luôn, bị đứt dây. Đứt dây mọi người ơi. Mình bấm kịp mà. Ôi thật sự luôn mọi người ơi. Thôi mình chịu thôi các bạn ơi. Mình đã thức nguyên cả một ngày nay để mà đi câu được cái bóng 6. Và kết quả là bị đứt dây nha mọi người. Rất là tiếc luôn. Mình đã luyện rất là nhiều bóng 6 để đợi chờ cái giây phút lên cá rồi. Nhưng mà mình hứa các bạn luôn, mình sẽ không bỏ cuộc. Và mình sẽ quay trở lại với lại một cái con cá bóng 6 khác. Mình hứa với các bạn một điều luôn, mình sẽ đi săn bóng 6 để đăng clip lên cho các bạn xem sớm. Còn bây giờ thì các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để cho mình có động lực đi trả thù cái con cá bóng 6 này nha mọi người ơi. Tôi rất là tiếc luôn. Thật sự từ sáng đến giờ mình chỉ gặp đúng duy nhất một cái bóng 6 này thôi. Thật sự luôn. Tiếc, thật sự rất là tiếc là mọi người ơi. Làm xong cái video này chắc tối nay mình không ngủ được luôn á. Đáng lẽ ra là có clip hay cho các bạn coi rồi, mà cái dây nó bị đứt. Cái thật sự. Sorry mọi người nhiều nha.